Đối thủ của đương kim Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử 2020 đã phải chịu đựng những nỗi đau không thể tưởng tượng nổi trong cuộc sống cá nhân khi vợ con sớm qua đời. Ứng cử viên tiềm năng cho chức Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden, từng là phó tổng thống thứ 47 trong chính quyền của ông Obama từ năm 2009 đến năm 2017. Trước khi đảm nhiệm vai trò trong Nhà Trắng, ông Biden là thượng nghị sĩ cho Delaware từ năm 1973 đến năm 2009 với tư cách thành viên Đảng Dân Chủ. Nhưng sau cánh cửa đóng kín, chính trị gia 77 tuổi đối mặt với nhiều sự kiện đau lòng. 1. Joe Biden. Ông Biden sinh ra ở thành phố Scranton, bang Pennsylvania, kết hôn với người vợ đầu tiên Nellie Hunter vào năm 1966. Cả hai có với nhau 3 con, gồm 2 con trai Beau và Hunter, cùng con gái Naomi. Tuy nhiên, tang thương ập đến chỉ 1 năm sau khi Naomi chào đời, khi Nellie đưa con gái đi mua sắm dịp Giáng sinh. Nellie và Naomi đều chết thảm trong một vụ tai nạn xe hơi trong chuyến đi đó, để lại Biden một mình nuôi dạy 2 cậu con trai 14 và 3 tuổi, Beau và Hunter. Ông Biden tái hôn với bà Joe Biden năm 1977, 2 năm sau khi quen nhau tại một buổi hẹn hò bí mật do một người bạn chung sắp đặt. Gần như trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp, nhưng ông Biden phải mất tới 5 lần cầu hôn, bà Joe mới gật đầu đồng ý. Bà Joe từng kết hôn khi còn trẻ và ly hôn khi mới 24 tuổi. Vì vậy, bà Du muốn đảm bảo cuộc hôn nhân thứ hai của mình sẽ bền lâu. Bà từng nói muốn cuộc hôn nhân này chắc chắn 100% phải kéo dài đến khi cái chết chia lìa họ, để các con trai của ông Biden không phải mất mẹ thêm một lần nào nữa. Sau khi gắn bó với ông Biden và nuôi dạy các con trai riêng của chồng như con của mình, bà Du và ông Biden mới chào đón con gái Ashley vào năm 1981. Khi ông Biden chuyển hướng sang chính trị, bà Du có 8 năm giữ chức đệ nhị phu nhân trong chính quyền Obama. 2. Beau Biden. Beau Biden là con trai đầu lòng của ông Joe Biden và bà Nellie. Anh sinh năm 1969, tốt nghiệp Đại học Pennsylvania và là thư ký luật cho thẩm phán New Hampshire trước khi gia nhập Bộ Tư pháp Mỹ từ năm 1995 đến 2002. Trong đó, Beau có 5 năm làm công tố viên liên bang. Năm 2001, Beau tình nguyện nhận nhiệm vụ đào tạo thẩm phán và công tố viên ở Kosovo thời hậu chiến. Anh cũng từng phục vụ 1 năm ở Iraq và được trao huân chương ngôi sao đồng danh dự. Beau kết hôn với Holly Olivia năm 2002 và lần lượt chào đón con gái Natalie năm 2004 và con trai Robert năm 2006 chào đời. Beau được quốc tế biết đến sau màn giới thiệu cha mình tại Hội nghị Quốc gia Đảng Dân Chủ ở Denver vào năm 2008 khi ông Joe Biden chấp nhận đề cử phó tổng thống. Tuy nhiên, vào năm 2010, Beau bị đột quỵ nhẹ. 3 năm sau đó, anh tiếp tục trải qua một cuộc phẫu thuật tại trung tâm điều trị ung thư ở Texas. Khi đó, người ta cho rằng cuộc phẫu thuật chỉ để loại bỏ những mầm mống ung thư nhỏ. Nhưng tới tháng 8 năm 2013, Beau được chẩn đoán ung thư não và phải trải qua một cuộc đại phẫu thuật. Căn bệnh ung thư khiến Beau chỉ có thể duy trì cuộc sống thêm 2 năm. Vào năm 2015, chỉ 10 ngày sau khi nhập viện, Beau qua đời vì căn bệnh này. Cái chết của một người bố hai con diễn ra đúng 1 năm trước cuộc chạy đua cho vị trí thống đốc Delaware mà Beau đang ấp ủ. Chia sẻ về cái chết thương tâm của con riêng, bà Joe Biden cho biết vào đầu năm nay: "Sau khi con trai chúng tôi, Beau, qua đời vì ung thư, tôi đã tự hỏi liệu mình có bao giờ cười hay vui nổi lại không. Khi đó là mùa hè, nhưng trong gia đình tôi đã chẳng còn chút hơi ấm nào. 4 ngày sau đám tang của Beau, tôi mới nhìn thấy Joe cạo râu và mặc lại bộ suit. Tôi thấy ông ấy gồng mình trong gương, hít một hơi thật sâu và bước ra ngoài thế giới, nơi không còn con trai chúng tôi nữa rồi. Ông ấy quay trở lại làm việc. Chỉ có như thế mới giúp ông ấy tìm lại con người của mình." 3. Hunter Biden. Trước ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, thông tin con trai Hunter Biden lợi dụng chức vụ phó tổng thống của cha mình để lấy tiền bạc của tập đoàn dầu khí Ukraine, quan hệ trao đổi quyền lợi với chính phủ Trung Quốc đã làm bùng nổ các kênh truyền thông toàn cầu. Hunter bị quy kết rằng đã vì lợi ích mà bán đứng nước Mỹ, phạm vào tội phản bội đất nước, cùng những bê bối liên quan đến ma túy, tình dục trái đạo đức. Người con trai đầy tai tiếng còn là một tên nghiện cocaine mà ai ai cũng biết. Ngay từ năm 1988, Hunter Biden đã bị bắt ở New Jersey vì tội mang theo ma túy. Trước tòa án, anh ta được can thiệp tư pháp trước khi bị xét xử, hồ sơ sau đó cũng bị xóa. Liệu cha của Hunter và thế lực của ông ta có nhắm mắt vô can không tham dự chuyện này? Năm 2018, Hunter Biden bị bắt gặp sử dụng ma túy tại Archibald Gentleman's Club ở Washington, D.C. Anh ta đã phải nhập viện phục hồi chức năng ít nhất 6 lần do lạm dụng ma túy và rượu.
Joe Biden, cha anh ta người từng là thượng nghị sĩ năm 2006, cũng đã bỏ phiếu thông qua đạo luật chống lạm dụng ma túy, thế nhưng con trai ông phạm tội sử dụng ma túy nhiều lần và mang theo ma túy, lại chưa bao giờ ngồi tù một ngày nào vì điều đó. 4. Con gái nổi loạn Ashley Biden bị bắt 2 lần. Biden có 4 người con, ngoài con gái ông, Naomi Biden, chết trong một vụ tai nạn xe hơi trong những năm đầu đời và con trai ông, Beau Biden, chết vì ung thư não, còn có Hunter Biden và con gái của người vợ hiện tại Joe Biden, là cô Ashley Biden, 39 tuổi. Năm 1999, Ashley đang theo học tại Đại học Tulane ở New Orleans đã bị bắt vì hút cần sa. Cảnh sát địa phương xác nhận Ashley là con gái của Joe Biden, bấy giờ là nghị viên của tiểu bang Delaware. Rất nhanh cô đã được thả ngay sau đó. Năm 2002, Ashley cùng bạn đến hộp đêm ở Chicago giải trí, ở đó cô đã xô xát với người khác. Khi cảnh sát đến, Ashley ném thẳng chai bia về phía cảnh sát, cô bị bắt vì tội hành hung và có những lời to tiếng lăng mạ cảnh sát. Mặc dù vậy, cô vẫn bình yên vô sự, bước ra khỏi đồn cảnh sát mà không bị buộc tội hay truy tố. Năm 2009, khi Biden là phó tổng thống, cùng năm đó, một video Ashley hút cocaine với bạn của cô đã được đưa ra ngoài, nhưng vụ việc nhanh chóng bị che đậy. 5. Cháu gái say rượu lái xe nhưng đã được che giấu. Hồ sơ công khai của Sở Cảnh sát ở thị trấn Lower Merion, Pennsylvania, cho thấy vào tháng 8 năm 2019, Caroline Biden, 33 tuổi, cháu gái của cựu phó tổng thống Biden, đã bị bắt ở địa phương vì lái xe trong khi say và không có giấy phép lái xe. Lúc đó vì vị cựu phó tổng thống này đang tranh cử tổng thống vào năm sau, nên việc bắt giữ cô cháu gái cũng bị che giấu. Caroline là con gái của anh trai James Biden của ông Joe Biden. Cũng giống như sự kiêu ngạo nổi loạn của con gái Biden, Caroline cũng đã tấn công cảnh sát. Vào tháng 9 năm 2013, cô đã phải đến đồn cảnh sát sau khi tranh chấp với bạn cùng phòng về tiền thuê nhà ở thành phố New York. Trong đồn cảnh sát, cô cố tình lao vào gây sự với cảnh sát và đã bị còng tay. Nhưng sau đó, luật sư cho rằng Caroline có vấn đề về tình cảm và cần được điều trị tâm lý. Caroline do vậy mà lần thứ hai thoát tội và miễn truy tố. Lần thứ ba, năm 2017, Caroline bị kết án vì tiêu hơn 110.000 USD trong thẻ tín dụng bị đánh cắp. Sau đó luật sư và công tố viên thỏa thuận một giao dịch. Caroline chỉ bị kết tội trộm cắp vặt và không cần phải ngồi tù. Theo luật nhân quả thì chúng ta thấy rằng làm điều ác sẽ bị trừng phạt, gieo nhân nào gặt quả ấy. Câu nói này đang ứng nghiệm với những lá phiếu gian lận của Đảng Dân Chủ. Người luôn tin vào thần Phật đi đâu, làm gì đều được an bài cụ thể, dù khó khăn đến mấy trong tâm luôn hướng thiện thì ắt sẽ thành công. Bạn đang xem video trên kênh Bình Yên TV. Nếu thấy hay, đừng quên để lại bình luận và nhấn đăng ký kênh để có thể nhận thêm nhiều video bổ ích. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.